3 loại trái cây người mắc bệnh trĩ nên ăn. Theo các chuyên gia, hồng, chuối, lê là 3 loại trái cây có tác dụng phòng ngừa bệnh trĩ rất tốt. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng quả hồng có vị ngọt, chát, tính hàn, vô độc, có tác dụng thanh nhiệt, giúp giảm táo bón, đau nhức do bệnh trĩ. Hồng là loại trái cây rất tốt để chữa rối loạn tiêu hóa nhờ chất keo betin tự nhiên trong thịt quả. Đây còn là liều thuốc truyền thống trị các bệnh về dạ dày nói chung. Một quả hồng cỡ trung bình, 150g, chỉ cung cấp khoảng 30 calo và rất ít chất béo, nên đây là thực phẩm thân thiện với dạ dày. Nếu đang áp dụng chế độ ăn kiêng, bạn nên chọn hồng trong thực đơn hàng ngày. Quả chuối và các loại sinh tố từ chuối. Theo đông y, chuối có vị ngọt tính lạnh, nhuận tràng, thanh nhiệt giải độc. Loại quả này được dùng trong các trường hợp giải độc, lợi tiêu hóa, chống táo bón. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chất xơ hòa tan có trong quả chuối giúp thúc đẩy quá trình tăng trưởng của vi khuẩn có lợi và ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn có hại. Do đó, nếu bạn gặp khó khăn khi đại tiện hoặc thường xuyên ngồi xổm, bạn nên bổ sung chuối vào khẩu phần ăn. Tuy nhiên, do dinh dưỡng chứa trong chuối khá lớn nên ăn nhiều có thể gây cảm giác ngán. Khi đó bạn có thể chế biến các loại sinh tố từ loại quả này để thay đổi khẩu vị. Quả lê và nước ép lê. Theo đông y, lê có tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ. Lê và chuối đều giàu chất xơ hòa tan, nhưng lại chứa rất nhiều nước. Do đó, loại quả này sẽ giúp ruột ở trạng thái cân bằng. Đối với một số bệnh nhân chỉ đã phẫu thuật, lê còn giúp hạn chế tình trạng chảy máu. Ngoài ra, một số loại thực phẩm như táo, đậu, yến mạch cũng có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa bệnh trĩ.